Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư ngày 21 tháng 8. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp tiểu ban nhân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét việc thực hiện của chính phủ, các bộ ngành đối với 6 nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2023. Vĩnh Long lần đầu tiên công bố kết quả khảo sát Bộ Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và địa phương năm 2023, DDCI. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng đã chủ trì phiên họp thứ hai của tiểu ban. Tham dự phiên họp có các thành viên tiểu ban gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo, tổng kết nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, dự thảo phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 để trình xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi lấy ý kiến góp ý của cấp ủy, tổ chức, cơ quan theo quy định. Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thống nhất nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ và việc chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng, kế thừa tư tưởng, định hướng lớn và rất cụ thể của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ nhất. Công tác nhân sự Đại hội Đảng phải làm khẩn trương, thận trọng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, bảo đảm duy trì vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Nhân sự được xem xét lựa chọn phải là cán bộ có năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn, có uy tín trong dân, trong Đảng. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, dân chủ của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức Đảng. Phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 36, vào sáng ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn để xem xét việc thực hiện của chính phủ, các bộ ngành đối với 6 nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2023. Phiên chất vấn được truyền hình trực tuyến tới 62 điểm cầu của đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long, đến dự phiên chất vấn có ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long; bà Nguyễn Thị Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long; bà Lê Thị Thúy Kiều, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đại biểu Quốc hội trong đoàn cùng tham dự. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai hoạt động giám sát lại, thể hiện trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc giám sát đến cùng, việc thực hiện các yêu cầu kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua đó, đánh giá một cách toàn diện, làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để có những giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đồng thời cũng thể hiện sự đồng hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với chính phủ. Các vấn đề lĩnh vực Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề chất vấn đều là những nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân quan tâm nhiều. Qua báo cáo và kết quả thực tế cho thấy việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo sự chuyển biến tích cực, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên và các vị trưởng ngành góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên, một số nội dung triển khai còn chậm, có nội dung hiệu quả, kết quả thực hiện chưa đạt yêu cầu.
Theo chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn hai nhóm vấn đề. Nhóm thứ nhất liên quan đến lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa, thể thao và du lịch. Nhóm thứ hai liên quan đến lĩnh vực tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm soát. Thời gian chất vấn trong một ngày rưỡi. Trong hai nhóm vấn đề được chất vấn, các đại biểu Quốc hội đã tập trung vào các vấn đề lĩnh vực được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, như vấn đề sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nông sản, an toàn thực phẩm, vấn đề sụt lún, sạt lở, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, gỡ thẻ vàng IUU, công tác quản lý thị trường, phòng tránh hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành du lịch, phát huy giá trị bản sắc văn hóa để phục vụ phát triển du lịch, chiến lược phát hiện, bồi dưỡng, vận động viên tài năng trên các lĩnh vực thể thao, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động xét xử án, giải pháp tăng cường hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy trong các khu dân cư để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Phải tổ chức lại sản xuất, cấu trúc lại ngành hàng và cấu trúc lại thị trường, khắc phục tình trạng nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ. Đây vẫn là điểm mờ của ngành nông nghiệp và là một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoàng trong phiên chất vấn hôm nay. Đại biểu đặt vấn đề, nhiều địa phương đang thực hiện thiếu đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng với quy hoạch đất đai. Trong thời gian qua, nhiều địa phương và nhiều nơi vẫn chưa thực sự chú trọng đến công tác này, làm cho cái sự phát triển nền nông nghiệp nó manh mún, nhỏ lẻ. Và cũng có tình trạng là bà con rất tự phát trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, dẫn đến cái phát triển nông nghiệp của chúng ta là thiếu bền vững. Xin hỏi Bộ trưởng, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết rằng là trách nhiệm này thuộc về ai? Và có những giải pháp nào để khắc phục vấn đề này? Đúng là cái vấn đề quy hoạch nông nghiệp là một vấn đề khó trong nền kinh tế thị trường. Do đó thì giải pháp của Bộ Nông nghiệp là chúng ta sẽ cũng không thể nào làm được tất cả ở cấp độ các cái nông sản chủ lực. Riêng vùng Tây Nguyên thì chúng tôi đã có vừa rồi có một hội nghị để kiểm điểm 2 năm thực hiện quy hoạch các cái vùng nguyên liệu. Đây là một cái vùng nguyên liệu tập trung cho những cái ngành hàng chủ lực của Tây Nguyên như là cà phê, như là cao su. Chỉ khi nào chúng ta có những vùng nguyên liệu tập trung theo những tiêu chuẩn nhất định cũng là một cách để chúng ta tiến dần tới chúng ta xây dựng thương hiệu. Các đại biểu đề nghị Bộ trưởng Lê Minh Quang làm rõ các giải pháp về chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ có giải pháp gì để tham mưu cho chính phủ sớm có chính sách hỗ trợ sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông sản, mở rộng các thị trường mới cho nông sản Việt Nam? Trong tuần vừa qua tôi có về Bình Lục của Hà Nam thì tôi càng nhìn rõ hơn cái tính manh mún của cái nền nông nghiệp của đất nước của chúng ta. Trước khi chúng ta hãy nói về tiêu thụ, chính sách hỗ trợ tiêu thụ thì những chính sách để làm sao chúng ta liên kết được mảnh ruộng nhỏ nó trở thành những mảnh ruộng lớn, những khu vườn nhỏ trở thành những khu vườn lớn. Thì đây là vấn đề mà tôi đề nghị là các địa phương cũng quan tâm. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chỉ là một vai trò để mà kiến nghị chính phủ những cái hoạch định, những chính sách và những chính sách hỗ trợ theo những cái nghị quyết. Và tất cả những chính sách đó đều có, nhưng mà vấn đề là chúng ta thực thi hành động ở cấp độ địa phương. Theo Bộ trưởng Lê Minh Quang, việc phát triển các sản phẩm đặc trưng vùng miền cũng là một kênh để tiêu thụ những sản phẩm chế biến, tăng giá trị cho nông sản địa phương. Đến nay, Việt Nam đã có hơn 13.000 sản phẩm OCOP. Nếu thực hiện tốt kênh này, sẽ giải tỏa được áp lực thị trường, đồng thời tạo ra sinh kế, việc làm cho bà con nông dân. Sáng nay, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023. Vấn đề hỗ trợ an sinh qua giá điện được các đại biểu quan tâm. Cho rằng hoạt động sử dụng điện của người dân đã có nhiều thay đổi, đại biểu chất vấn Bộ trưởng về việc thay đổi cách tính giá điện và tính thuế để đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội trong giá điện. Việc tính giá bậc thang như hiện nay chưa phù hợp với nhu cầu của người dân, nhất là bậc 1 là chỉ có 50 kW cho sinh hoạt. Người dân tiêu thụ điện, trả tiền điện cho VN mà lại bị thêm mức thuế 10% VAT là thấy chưa hợp lý. Xin Bộ trưởng lý giải cho việc này, có thể miễn thuế VAT và nâng bậc thang từ bậc 1 50 kW lên 100 kW cho người tiêu dùng. Theo quyết định 28 năm 2014 thì cơ cấu biểu giá bán lẻ điện bình quân gồm có 6 bậc. Thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì gian vừa qua Chính phủ đã chỉ đạo và Bộ Công Thương đã chủ trì sửa đổi bổ sung cái nghị định này. Theo đó thì trong cái dự thảo trình Chính phủ sáng ngày hôm nay ấy, thì là giảm từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, và cái bậc đầu tiên là nâng từ 0 đến 50 kWh mà đến 0 đến 100 kWh. Như vậy là cái kiến nghị của đại biểu Phạm Văn Hòa
là đã được tiếp thu và đã được trình lên chính phủ đúng như đại biểu mong muốn. Mục tiêu là để nhằm hỗ trợ người nghèo. Về nội dung liên quan đến hỗ trợ thuế VAT đối với người dùng điện ít, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết việc hỗ trợ người nghèo đã bao gồm trong giá 70 số điện đầu tiên. Vì vậy cho nên là cái việc mà giảm thuế để giải quyết một cái vấn đề theo cái gọi là giá cả có biến động theo thị trường nó sẽ không hợp lý. Đối với điện sinh hoạt thì đã có quy định là ưu tiên cho những cái gia đình nghèo, những gia đình chính sách thì hỗ trợ 30 kWh và đối với kỳ lượng bậc thang thì quy định bậc 1 để làm giảm cho những người tức là gọi là tiết kiệm điện thì chúng ta đã quy định là 50 kWh một giờ đến tháng thì như vậy là mức giá là bằng 92% của mức bình quân. Sáng nay, các đại biểu cũng tập trung chất vấn Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên về kinh doanh xăng dầu, quản lý thị trường và hỗ trợ xuất khẩu. Sáng nay tại xã Nhân Bình, huyện Trà Ôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 6 xã an toàn khu của huyện Trà Ôn. Đến dự có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Liệt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Lê Hồng Đào, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, quý mẹ Việt Nam anh hùng, lãnh đạo các sở ngành tỉnh qua các thời kỳ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long công bố quyết định số 520 ngày 15 tháng 6 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ công nhận các xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Theo quyết định này, tỉnh Vĩnh Long có 17 xã được công nhận xã an toàn khu, trong đó huyện Trà Ôn có 6 xã được công nhận gồm xã Nhân Bình, Hòa Bình, Hữu Thành, Vĩnh Xuân, Thuận Thới và xã Trà Côn. Ôn lại truyền thống dễ dàng của các xã an toàn khu trên địa bàn huyện Trà Ôn, ông Nguyễn Văn Liệt, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long khẳng định, việc Thủ tướng Chính phủ công nhận 6 xã trên địa bàn huyện Trà Ôn là xã an toàn khu nhằm ghi nhận tri ân những đóng góp, cống hiến của đảng bộ, chính quyền, quân dân các địa phương. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của đảng bộ, chính quyền và quân dân tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay đứng trên vùng đất huyện Trà Ôn anh hùng tại địa điểm xã Nhân Bình, một trong 17 xã được tỉnh được công nhận xã an toàn khu, chúng ta cùng nhau ôn lại những trang sử dễ dàng để thấy rằng việc tri ân ghi nhớ những hy sinh, những công ơn, những công hiến to lớn của các thế hệ đi trước, các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đó là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình luôn nhắc nhở các thế hệ hôm nay, mai sau và truyền thống cách mạng về quê hương đất nước. Trong thời gian tới, để thực hiện tốt quyết định 520 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tiếp tục phát huy truyền thống, tập trung lãnh đạo, khai thác tiềm năng lợi thế hiện có để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ các xã an toàn khu theo quy định của Chính phủ. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã trao tặng 59.097 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân thường trú trên địa bàn các xã an toàn khu của huyện Trà Ôn vừa được công nhận. Chiều nay tại Cục Thi hành án tỉnh Vĩnh Long, Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, bà Lê Thị Thúy Kiều, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự. Tại buổi lễ, Tổng cục Thi hành án dân sự công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao ông Nguyễn Hoàng Danh, Phó Cục trưởng, lâm quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long. Quyết định của Tổng cục trưởng Cục Thi hành án dân sự bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với ông Văn Hoàng Hải, trưởng phòng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long, giữ chức vụ Phó Cục trưởng từ ngày 16 tháng 8. Ngoài ra, tại buổi lễ, Tổng cục Thi hành án dân sự còn thông báo quyết định của Bộ Tư pháp điều động ông Nguyễn Thành Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long,
giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ từ ngày 20 tháng 8. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu sau khi nhận nhiệm vụ mới, lãnh đạo cục tiến hành phân công phần nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, đã chỉ đạo điều hành, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Vào sáng ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố kết quả khảo sát Bộ Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương năm 2023. Ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Đây là lần đầu tiên tỉnh Vĩnh Long tổ chức khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương DDCI. Việc khảo sát đánh giá được thực hiện tại 2.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh qua hai hình thức trực tuyến và trực tiếp trên cơ sở các tiêu chí về tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng động và hiệu lực của hệ thống sở, ban ngành và địa phương, cạnh tranh bình đẳng, phổ biến pháp luật và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp cận đất đai, an ninh trật tự. Đây cũng là những chỉ số thành phần chủ yếu trong đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI của mỗi địa phương. Theo kết quả khảo sát chỉ số DDCI năm 2023 của các địa phương, thì hai huyện Vũng Liêm và Trà Ôn đạt nhóm điểm tốt, huyện Tam Bình và thị xã Bình Minh đạt khá. Bốn địa phương thuộc nhóm có điểm số xếp loại chưa tốt là thành phố Vĩnh Long, huyện Bình Tân, huyện Mang Thít và huyện Long Hồ. Kết quả khảo sát DDCI Vĩnh Long 2023 tại khối các sở ban ngành cấp tỉnh thì hai đơn vị ở nhóm rất tốt, sáu đơn vị ở nhóm tốt, sáu đơn vị thuộc nhóm khá và hai đơn vị thuộc nhóm trung bình. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đề xuất kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể nhằm thúc đẩy cải thiện chỉ số DDCI tại các sở ban ngành, các địa phương. Trong đó, cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn và thúc đẩy các doanh nghiệp triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Chú trọng cải thiện các tiêu chí liên quan đến an ninh trật tự, giúp doanh nghiệp yên tâm trong sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoặc hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp cận giải quyết các thủ tục hành chính qua các kênh trực tuyến. Nâng cao trình độ nghiệp vụ và sự chuyên nghiệp của cán bộ thực hiện công tác tiếp xúc, giải quyết thủ tục và hỗ trợ doanh nghiệp. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, việc đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương có ý nghĩa quan trọng trên khía cạnh điều hành kinh tế, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý để thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Từ đó tạo động lực cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đây cũng được xem là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở mỗi đơn vị. Đó là cái thước đo, hồi đó giờ mình suy nghĩ định tính không bao giờ cái lượng quá cụ thể vấn đề. Em có cơ sở thì các đồng chí cũng lưu ý chỗ này. Đây cũng là cái thước đo để đánh giá con người cụ thể. Cái tiêu chí cụ thể đánh giá cán bộ, đánh giá cơ quan đơn vị, đặc biệt là các đồng chí trách nhiệm của người đứng đầu. Chúng ta lãnh đạo điều hành quản trị làm sao phát triển kinh tế xã hội, tạo bước phát triển cho địa phương. Mong rằng các chỉ có quan tâm, có giải pháp, tổ chức, khắc phục và thực hiện cho nó tốt trong cái thời gian tới. Ngoài ra, ông Đặng Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, các địa phương cần tập trung nghiên cứu kỹ những chỉ tiêu kết quả đánh giá các chỉ số BCI và bộ tiêu chí DDCI để đánh giá nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu của đơn vị mình, từ đó chủ động đề ra các giải pháp và triển khai có hiệu quả các hoạt động để cải thiện. Nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, sáng nay, ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long đã đến trao quy hiệu đảng cho 7 đồng chí cao niên tuổi đảng của huyện Vũng Liêm. Trong đó có một đảng viên nhận quy hiệu 70 năm tuổi đảng, một đảng viên nhận quy hiệu 60 năm tuổi đảng, còn lại nhận từ 50 năm đến 55 năm tuổi đảng. Đến gặp và trao quy hiệu cho các đảng viên, ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thăm hỏi tổ chức sức khỏe các đảng viên và gia đình, mong muốn các đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, giữ gìn và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu trong lối sống, có tư tưởng lập trường chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của đảng, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình và kinh nghiệm bản thân tham gia
xây dựng đảng, chính quyền và địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh. Vào chiều hôm qua, Trường Đại học Nam Cần Thơ và Quỹ Tâm Tài Việt thuộc Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott ký biên bản hợp tác tài trợ học bổng cho sinh viên của trường có hoàn cảnh khó khăn để tạo điều kiện cho các em vươn lên trong học tập. Theo nội dung ký kết thì Trường Đại học Nam Cần Thơ và Quỹ Tâm Tài Việt thuộc Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam sẽ phối hợp triển khai chương trình Trao Cơ Hội, Nối Ước Mơ để trao học bổng cho sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, sinh viên khuyết tật, sinh viên thuộc hộ nghèo của trường với tổng mức học bổng là 600 triệu đồng và được chia đều trong 3 năm 2024-2026. Tối đa mỗi sinh viên sẽ được nhận mức là 20 triệu đồng một năm học. Ngoài ra, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam sẽ tạo điều kiện để sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ đến tham quan tìm hiểu mô hình kinh doanh, cơ cấu hoạt động của công ty, cũng như giới thiệu sinh viên có kết quả học tập tốt để công ty tuyển dụng hoặc làm thực tập sinh. Trước đó, Quỹ Tâm Tài Việt cũng đã ký biên bản hợp tác với Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Tài chính Marketing và Trường Đại học Giao thông Vận tải với tổng giá trị học bổng là 3 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh vào chiều tối ngày hôm qua đã khiến cho nhiều cây xanh trên một số tuyến đường tại thành phố Vĩnh Long bị tét nhánh, bật gốc, ngã đổ. Ghi nhận của phóng viên Đài Truyền hình Vĩnh Long. Trên các tuyến đường như đường Lê Lai, Võ Thị Sáu, Lý Thường Kiệt, phường 1, đường Trần Đại Nghĩa, đường Trần Phú, phường 4, nhiều cây xanh lớn đã bị bật gốc, ngã đổ, chắn ngang đường. Một số cây ngã đè vào mái nhà người dân. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Hồi nãy trời mưa lớn nghe cây đùng, cây ra gãy ngang, với quảng hồn sợ chạy vô nhà luôn. Cây nó ngã đây cái bắt đầu tôi mới chui qua bên đây, phía bên đây tôi chạy ra thì mắng xối rồi này kia gớt rồi cái nhà sập rồi tôi chạy ra đây nè. Trước giờ lại không có thấy cái cây bự mà nó ngã vậy, không có thấy. Cái cây nó ngã thì vô ngay cửa nghe mà xong nó ngã xe đậu gần đó và nó bị ngã, nó bị bể cái kiến xe của chiếc xe đậu kế đó. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng cùng đơn vị quản lý cây xanh đã cắt dọn di dời cây bật gốc, ngã đổ ra khỏi mặt đường, đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông. Sau khi mà nhận được tin báo thì đơn vị quản lý như phòng quản lý đô thị và đơn vị chăm sóc cây xanh tiến hành đến ngay hiện trường để cắt gọn, thu dọn, vệ sinh để tạo thuận lợi cho người dân đi lại bình thường. Trong thời gian tới thì phòng với đơn vị chăm sóc cây xanh ngoài việc thực hiện theo kế hoạch và tăng cường thêm nữa việc kiểm tra, giám sát tất cả các cây xanh trên địa bàn thành phố là coi cây xanh đường phố cũng như là cây xanh trong các công viên, bờ kè để có hướng xử lý kịp thời trong mùa mưa bão này. Tuy nhiên, qua sự cố hàng loạt cây xanh trên địa bàn thành phố bị bật gốc, gãy nhánh, cần thiết tiếp tục đặt vấn đề về công tác quản lý, chủ động cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão của cơ quan và đơn vị quản lý. Điều đáng chú ý là trong số nhiều cây bị tróc gốc ngã đổ, có một số cây dầu trên đường Trần Đại Nghĩa được trồng cách đây hơn 10 năm đang phát triển tốt, nhưng bộ rễ lại kém phát triển và dễ ngã đổ. Thành phố Vĩnh Long hiện đang quản lý gần 14.000 cây xanh, trong số này có gần 150 cây xanh loại 3, là các loại cây cổ thụ có tuổi trên 30 năm như bồ đề, bả đậu, xà cừ, cây dầu, cây sao, vân vân. Do đó, việc tiếp tục triển khai công tác theo dõi, quản lý, chăm sóc và cắt tỉa cây xanh là cần thiết để góp phần đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, làng nghề sản xuất lồng đèn Phú Bình ở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã tồn tại hơn 50 năm và trải qua nhiều thăng trầm. Những tưởng nghề làm lồng đèn truyền thống sẽ mai một theo năm tháng, thế nhưng nhiều gia đình ở đây vẫn bám trụ với nghề. Gần đến Tết Trung Thu, người dân làng nghề lồng đèn Phú Bình đang tất bật sản xuất để cung ứng cho thị trường. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với hình ảnh những chiếc lồng đèn đầy màu sắc được hoàn thiện qua đôi bàn tay khéo léo của những người thợ.
Để thích ứng với xu hướng mua sắm hiện nay, thì các hộ gia đình làm lồng đèn truyền thống ở làng nghề Phú Bình còn bán sản phẩm trên các trang thương mại điện tử và mạng xã hội. Nhờ đó mà lượng sản phẩm tiêu thụ tăng lên, người dân có thêm thu nhập, tạo động lực để bà con gìn giữ và phát triển nghề truyền thống. Đến đây chúng tôi sẽ được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Còn giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.